Chào mừng các bạn đến với Melan Garden. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của cây quất ngày Tết. Truyền thuyết về cây quất ngày Tết. Tương truyền rằng ngày xưa, tại một ngôi làng nọ có ba người bạn chơi rất thân với nhau. Quân thích võ nghệ, đao kiếm, Mộc thích nuôi trồng, tìm hiểu về thiên nhiên, Thư thích văn thơ, nhạc họa. Trong đó, Quân là người có hoàn cảnh khó khăn nhất, lại bị câm điếc từ nhỏ, thế nhưng lại có tài võ thuật, vì vậy người ta đặt biệt danh cho cậu là Quất Roi. Vài năm sau đó, đất nước bị giặc xâm lăng, dù cả nước đã liên thủ đoàn kết với nhau để chống giặc ngoại xâm, nhưng vì kẻ thù quá mạnh nên không dễ dàng đối phó. Lúc đó, Quất Roi muốn ra trận đánh giặc, nên đã nhờ hai người bạn của mình để nói rõ tâm ý của mình cho tướng lĩnh biết. Sau khi xin được ra trận, Quất Roi giao đấu với kẻ thù suốt 3 ngày liền và giành được chiến thắng. Sau khi trở về, Quất Roi được nhà vua ban thưởng cho một giống cây quý và dặn dò rằng, nếu muốn sung túc phú quý thì hãy hái quả xuống, nếu muốn xua đuổi tai ương hãy bẻ cành mà trồng xuống đất. Năm sau, làng Quất Roi bị tuyết phủ kín, trời lạnh thấu xương, hoa màu, động vật và ngay cả con người đều lâm vào tình trạng lầm than. Thấy vậy, Quất Roi liền nghe theo lời ông tiên liền bẻ cành của cây thần, để trồng ở nhiều nơi khác nhau. Quả nhiên, lúc đó trời quang hẳn, thời tiết hết lạnh giá, cây cối, mọi sinh vật như được hồi sinh, phát triển mạnh mẽ. Sau này, mỗi độ xuân về, mọi người lại mang giống cây đó trồng trước nhà với hy vọng cầu bình an, phú quý và cũng để tưởng nhớ đến Quất Roi, mọi người gọi giống cây đó là quất. Ý nghĩa của cây quất ngày Tết. Cây quất thường được người dân lựa chọn để trang trí vào dịp Tết cũng bởi theo âm Hán Việt thì âm của từ quất gần giống âm của từ cát, trong các thường ý nghĩa gặp nhiều may mắn và phước lành. Cây quất có lá xanh tốt, sai quả, quả vàng đều thể hiện sự trù phú, hứa hẹn một năm mới được. Quất mang ý ngãi các tường, mang lại nhiều may mắn. Chính vì vậy, mỗi khi Tết đến xuân về, ngoài việc xem ngày tốt xấu để dọn dẹp nhà cửa đón Tết, nhà nhà đều bài trí cây quất với hy vọng mang lại niềm vui và may mắn trong cả năm cho gia đình. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, quất cảnh trưng Tết là một trong số ít loài cây hội tụ đầy đủ yếu tố ngũ hành. Vì mỗi người đều có một mệnh khác nhau mà cây quất lại đạt được yếu tố ngũ hành, kim hoa màu trắng sinh thủy lá xanh đậm. Thủy sinh mộc, thân cây, mộc sinh hỏa quả chín màu cam, hỏa sinh thổ đất trong chậu, và thổ sinh kim hoa màu trắng. Chính bởi vậy mà khi trưng loại cây cảnh này, những điều tốt đẹp sẽ kéo đến cho gia đình gia chủ suốt quanh năm. Cây quất mang đủ các yếu tố ngũ hành, kim, thủy, thổ, hỏa, mộc. Cũng theo phong thủy, những cây quất chữ quả chính là hiện thân của tài lộc. Quả càng sai và to thì tài lộc càng nhiều. Thời điểm quất ra hoa cũng chính là lúc thủy sinh mộc. Tất cả chúng đều mang ý nghĩa của tài lộc cũng như sự thành đạt trong công danh sự nghiệp. Ngoài ra, cành quất chữ quả trong quan niệm dân gian là biểu tượng cho sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên, thể hiện sự sum vầy của nhiều thế hệ trong gia đình. Quất biểu thị cho may mắn, trường thọ. Những cây quất lá xanh tốt, quả vàng chi chít thể hiện sự trù phú, hứa hẹn năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống. Bài trí cây quất trong nhà với hy vọng mang lại niềm vui và may mắn cả năm cho gia đình. Trong kinh doanh, đặt cây quất ở văn phòng hoặc cửa hàng sẽ đem lại các khí lớn lao, sự đầu tư sáng suốt và thu được nhiều tài lộc. Thường một cây quất đẹp phải có gốc to, thân ngắn trẻ làm nhiều nhánh nhỏ, thể hiện sự sum vầy của gia đình nhiều thế hệ. Cây quất thế có hình dáng của rồng, dáng quất phải tròn hoặc hình tháp, trẻ ngang để tạo thế. Cây cũng phải đủ tứ quý gồm quả vàng, quả xanh, nụ trắng, lá chồi. Khi chọn cây, người mua thường chọn những cây có lá xanh tốt, quả vàng đều, sai quả, thể hiện sự trù phú, hứa hẹn năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức khỏe. Cây quất thể hiện sự trù phú, dồi dào sức khỏe. Nếu may mắn chọn được cây có cả quả chín, quả xanh và còn lộc non, điều này thể hiện sự đầy đủ, thành công, may mắn. Cây quất còn là biểu tượng của sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên.